Vâng, sau quá trình anh đến trực tiếp công ty xem cho mình đôi loa Pioneer CS99 và anh test cũng rất là cẩn thận, anh lắng nghe từng tiếng nhạc một, anh cảm thấy rất là chất lượng và đặc biệt là giá rất là phù hợp thì anh mua về anh chơi test. Và đây là đôi loa Pioneer CS99 này và một con Sugiwood F1500 này là dây jack bên em đang đóng đi kèm, và thêm một con đẩy lưới vàng DAC7 nữa bên em cũng đang đóng rất là cẩn thận. Vâng, rất là cảm ơn anh. Sau hơn một tiếng đồng hồ đã đến được Bình Xuyên, Vĩnh Phúc của anh Minh. Vâng, anh Minh và bên em cũng set up sẵn và lên chỉ việc lắp đặt và phối ghép đôi loa vào là xong. Vâng, và anh Minh đang mời trà. Vâng, rất là cảm ơn anh Minh, anh lấy cho mình đôi loa Pioneer CS99, một đẩy đến vang DAC7 và một con Sugiwood F1500. Với bộ quay như thế này thì đánh cực kỳ là bạo lực, đánh phá làng qua xóm và hát karaoke cực kỳ tuyệt vời, vì anh cũng test vào dưới cửa hàng rồi. Rất là cảm ơn anh Minh đã tin tưởng nhé. Vâng, với cấu hình như thế này thì chúng ta xung về bên gia đình quá tuyệt vời, nghe nhạc hay, độ chính xác cao và đặc biệt là toàn bộ hàng này hàng rất là chất lượng. Và các bác và anh em có thể liên hệ cho bên em theo hai số hotline trên video, và địa chỉ của bên em nằm ở 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Chúng ta cũng có thể đến trực tiếp và trải nghiệm cũng như anh Minh, anh đi từ Bình Dương bằng taxi xuống cùng một chuyến luôn, đưa cả nhà xuống xem. Vận hành quân